qua bên kia đó. Anh làm gì vậy? Tôi xin lỗi. Tại vì tôi gấp quá. Chuyện vừa rồi... Tôi chẳng hơi đâu mà kể cho mọi người về việc tôi mất nụ hôn đầu đâu. Chào mẹ. Đã có bằng điểm kỳ này chưa con? Cô giáo bảo là tuần sau mới có. Khi nào có ấy, đưa ngay cho mẹ nhá. Cuối tuần ấy sẽ có gia sư mới đến. Con chịu khó mà học vào. Năm cuối rồi, chỉ còn vài tháng nữa là thi thôi đấy. Vâng ạ. Này, làm gì ngẩn to te ra thế? Nhớ em nào à? Vâng, nhớ cái đầu mày ấy. Tao vừa bị bọn giang hồ nó đuổi cho tí chết ấy. Bọn nó vẫn tìm mày à? Chứ còn sao nữa? Mà mày làm cái gì để bọn nó suốt ngày tìm mày đấy? Tao vẫn đang nợ tiền chúng nó chưa trả hết. Mà tao mới xin được cái việc làm gia sư rồi. Làm có tiền một cái, trả chúng nó là xong mà. Mày làm gia sư à? Ông làm gia sư thì con nhà người ta bỏ học chữa hết cả lũ. Này Nam này, Nam hơi bị coi khinh thằng Cao này rồi đấy nha Nam nhá. Cao này, đợt đi thi đại học tận 24 điểm ấy, Nam quên rồi. Ghê quá cơ. Giỏi thế thì mau kiếm tiền trả nợ đi, để thằng này đỡ bị đánh oan. Mà tao hỏi thật nhá, mày cần gì mà nhiều tiền như thế hả? Để mà cứ phải đi vay mượn xong chúng nó lại đuổi cho. Đây là việc của tao, mày không cần phải hỏi đâu. Dậy. À, nhìn bạn mày nào. Được, ok chưa? Mày đi dạy học chứ không phải mày đi lấy vợ đâu hả Cao? Trời ơi, mày chẳng hiểu cái gì cả. Đâu nó phải vào đấy, hiểu chưa? Nó phải nhìn như thế này. Tao biết đâu đi dạy học lại được cái danh trạng vương thì sao. Không biết là chữ ngờ đâu. Mày bớt ảo tưởng đi. Mày làm dễ thịt của người ta lắm ấy. Nhanh nhanh kiếm tiền về mà trả nợ đi ông tướng. Tao nghe nói là con bé nhà đấy nó giàu lắm. Tiền tiêu không phải nghĩ. Bạn mày sắp giàu rồi, yên tâm. Ôi trời. Sao đây? Sao? Đến rồi. Ai đến? Anh Tào. Tào? Tào là thằng nào? Tao làm gì có ai đâu. Tào Tháo ấy. Ôi. Ôi giời. Ổn không đấy? Không ổn rồi. Nam ơi, Nam, mày giúp tao đi. Giúp cái gì? Đi dạy thầy tao hôm nay cái, tao không chịu được nữa rồi. Nhưng mà tao có biết dạy dỗ cái gì đâu. Ôi, có cái gì đâu. Mày chỉ cần đến thôi. Ngày đầu tiên đến làm quen nhau là chính. Mới cả mày cho nó mấy cái bài toán cơ bản ấy. Trong sách giáo khoa có hết cả mà. Điệu tao cái. 70-30 nhá. Cái gì? Điên à? Chia đôi thôi. Thôi. Tôi tao xin mày, tao lạy mày. 70-30, được chưa? 70-30. Không được. Chào cô ạ. Dạ thưa cô, cháu là gia sư ở bên trung tâm. Chào cậu, cậu vào nhà đi. Dạ vâng. Cậu ngồi đợi một chút, con gái tôi nó xuống ngay bây giờ đấy. Dạ vâng ạ. Mà cậu đã từng đi dạy ở đâu chưa?
Cháu chưa. Thế thì liệu có ổn không? Con gái tôi nó không phải dạng vừa đâu. Bao nhiêu người đến đây dạy rồi mà không chịu được cái tính của nó nên đều bỏ hết rồi đấy. Dạ cháu cũng không biết như thế nào, nhưng mà chắc là cũng nên thử ạ. À, thôi được rồi. Nếu từ giờ ấy đến kỳ thi thử ở trường mà nó đạt kết quả cao thì tôi sẽ thuê cậu lâu dài. Dạ thưa bác, thế khi nào thì đến kỳ thi ạ? Còn khoảng 1 tháng, 10 ngày nữa là thi rồi. Dạ vâng ạ. Sao mẹ lại thuê cả giang hồ về làm gia sư thế này nhỉ? Cậu tên là gì nhỉ? Chết rồi, lỡ đâu con bé nó nói với mẹ nó là mình đã... Này cậu, tôi hỏi cậu tên là gì nhỉ? À, dạ thưa bác, cháu tên là Vi Nam ạ. Thế thì hôm nay dạy thử luôn đi. Bây giờ tôi có việc phải lên công ty. Hai thầy trò cứ làm quen nhau đi nhá. Dạ vâng ạ. Mấy ông thầy trước đến đây, mình còn quậy cho bỏ việc. Chứ bây giờ mẹ thuê giang hồ, lỡ đâu mình quậy, anh ta xử mình luôn thì sao? Con bé này nó có tố cáo mình tội cưỡng hôn không nhỉ? Mà lỡ đâu anh ta đến dạy học chỉ là cái cớ để cướp của, hay là cướp sắc nhỉ? Này cô bé, chúng ta có thể giao tiếp như người bình thường được không? Những chuyện qua rồi thì cho qua, coi như là không có gì nhá. Bắt đầu thôi. Chúng ta bắt đầu nhá. Này cô bé, em chắc chắn rằng em đang học lớp 8 chứ? Em học lớp 12 mà. À, là lớp 12. Đương nhiên là lớp 12 rồi đúng không? Chắc là anh mang nhầm sách. Anh có thể mượn sách của em được không? Được thôi. Mà thôi, mệt quá rồi. Anh nói thẳng nhá, em không phải là gia sư đâu. Thật ra anh đi thay bạn anh đấy. Hôm nay nó bị... nó có một người anh đến thăm cho nên không đến được, nhờ anh đi thay. Vâng ạ. Bắt đầu nhá. Lan Anh. Cô giáo bảo đã có điểm thi ở trường, đưa bảng điểm lên mẹ xem nào. Nhanh. Cũng không khá lên được. Từ hôm nay mẹ sẽ cắt hết wifi.
internet, tiền ăn vặt của con. Đưa cái điện thoại của con cho mẹ. Đưa ngay đây. Đưa. Từ hôm nay mẹ sẽ tịch thu cái điện thoại này. Thôi mẹ, kìa. Mẹ ơi. Này, làm sao đấy? Cái con bé mà tao dạy cho nó ấy, nó thi thử điểm thấp quá, thế là mẹ nó đuổi tao rồi. À, trời ơi, nó tưởng cái gì? Cái chuyện đấy bình thường, tao đuổi suốt, làm nhiều tình quen mà. Thế cho nên mày mới không có tiền trả nợ, rồi bây giờ lây sang cả tao này. Mày nói đấy là ý gì? Đấy là việc của tao, có mỗi cái chuyện đấy cứ nhai đi nhai lại mãi thế, tưởng tao muốn à? Đấy là tao nói cho mày phấn đấu thôi. Làm gì mà căng thế? Này mày, mày biết tin gì chưa? Tin gì? Mày lại đi vay tiền xong bị bọn giang hồ nó đuổi đến tận đây gì? Không phải. Tao nghe nói con gái của chủ tịch sẽ từ nước ngoài trở về đấy. Thì sao? Mày không thấy háo hức gì à? Con gái chủ tịch về nghe nói là còn độc thân đấy. Ê, ê, ê. Nhìn tao đứng cạnh con gái chủ tịch ok không? Ok không? Gì? Chơi ít thôi, ảo tưởng lắm rồi đấy ông ạ. Người ta là con gái của chủ tịch chứ không phải là con gái của chủ nợ. Mà này, không biết là con gái chủ tịch ấy mặt ngang mũi dọc nó như thế nào nhỉ? Không biết xinh không nhỉ? Không biết nó có... Chủ tịch tao còn chưa gặp mặt, nói gì đến con gái chủ tịch? Nói chuyện mày chán. Hả? Hả? Của mày kìa. Của mày đấy. Chào chủ tịch ạ. Chủ tịch. Hôm nay tôi đưa con gái đến để giới thiệu với mọi người. Từ ngày mai Lan Anh sẽ thay tôi quản lý công ty này. Xin chào mọi người ạ. Tôi là nhân viên mới nên là chưa có nhiều kinh nghiệm, mong mọi người chỉ bảo ạ. Cô xinh thật đấy, đúng là rất có thần thái của người vừa đi du học về đấy. Được rồi, được rồi. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Đi con. Xinh Nhật. Ai? Tơ nhện bắn ra hơi nhiều rồi đấy nhá, lau hết cái mồm đi. Mày. Mẹ làm sao thế hả? Mẹ mệt à? Ôi mẹ ơi. Mẹ mệt à? Mẹ không sao. Tự nhiên mẹ thấy chóng mặt, chắc là hạ huyết áp đấy con ạ. Hay là bây giờ con đưa mẹ về nhá? Không cần đâu, con cứ vào làm đi. Tí mẹ bảo tài xế đưa mẹ về cũng được. Nhưng mà mẹ phải cẩn thận vào. Dạo này con thấy sắc mặt của mẹ không được tốt, sức khỏe của mẹ đang yếu đi đấy. Con gái của mẹ lớn thật rồi. Giá mà lúc trước ý, con chịu khó học thì bây giờ có phải đỡ vất vả không? Mẹ giờ mẹ cũng già rồi, công ty cũng dần dần để cho con quản lý. Bây giờ ấy, nhân lúc mẹ con đang khỏe, con tập quen đi, nhỡ có gì vướng mắc ấy, mẹ còn hỗ trợ cho mẹ. Chứ ít nữa mẹ già, mẹ yếu, nhỡ có chuyện gì xảy ra, một mình con sẽ vất vả đấy. Mẹ này, mẹ không muốn nói bậy. Mẹ phải sống ấy, đến khi nào mà con lấy chồng và sinh con. Chẳng lẽ bây giờ mẹ không muốn nhìn thấy mặt của cháu ngoại của mẹ à? Mẹ muốn lắm đi chứ. Ô, xe đến rồi mẹ này. Mẹ về nhá. Dạ. Mẹ về cẩn thận ạ. Vào đi. Đây là dự án quan trọng mà công ty đang triển khai.
Cô xem đi. Anh để đấy đi. Alo, Tú Linh à? Ôi dồi ôi, mà tại sao mày lại biết tao mới về Việt Nam? Nhưng mà bây giờ tao đang bận việc rồi, hay là tối nay đi cà phê với nhau nhá? Có gì thì báo địa chỉ qua cho tao. Thế nào rồi? Cuộc sống của mày có ổn không? Cuộc sống của tao thì cũng bình thường thôi. Thế còn mày thì sao? Nghe nói là về công ty của mẹ làm rồi à? Đúng là dân báo chí có khác. Thông tin nhanh nhạy hết cả 3G. Đúng là tao có về công ty của mẹ. Tại vì dạo gần đây tao thấy sức khỏe của mẹ không được ổn, cho nên tao muốn tiếp quản công ty thay mẹ. Với lại cũng đang tính là ổn định dần. Mày sướng thật đấy. Làm cái gì cũng có người dọn đường cho, trả bù cho tao. Đi xin việc khắp nơi, mãi mới có một nơi ổn định nhận mình. Thế mà ngày trước ấy, mày lúc nào cũng đứng đầu lớp cơ mà. Hồi đó nhá, tao ngưỡng mộ mày cực, lúc nào cũng ao ước chỉ được như mày thôi. Bây giờ thì ngược lại, tao chỉ ước được một phần như mày thôi. Thôi, tao về trước nhá. Đây toàn là thông tin mật của công ty Thằng Nam đấy. Cô cho giá như thế là hơi bèo rồi đấy. Nó mà biết ấy, nó không để yên cho tôi đâu. Này, mày đang nói chuyện với ai đấy? Tao nói chuyện đùa với thằng bạn mà, có cái gì đâu. Nhưng tại sao mày lại nhắc đến tên của tao? Giời ơi, mày làm như kiểu của mình mày tên là Nam trên thế giới này không bằng ấy. Tao cũng mong là như thế. Vào đi. Anh là người đảm nhận dự án truyền thông của FVM đúng không? Ô, anh Nam, là anh à? Đến bây giờ em mới nhận ra anh à? Tại vì mấy hôm vừa rồi bận việc quá, cho nên em không để ý. Nhưng mà anh chính là người thực hiện dự án này à? Đúng vậy. Anh mới gọi điện cho bên đối tác, hẹn họ là thứ hai tuần sau sẽ đến để ký hợp đồng. Thế thì hay quá. Em cũng muốn đi, anh cho em đi theo với nhá. Em cũng muốn xem là cách thức làm việc của họ như thế nào. Ok, em có thể đi cùng anh. Và tiện đây, em cũng mới về công ty thôi, kinh nghiệm chưa có nhiều, có gì anh chỉ bảo thêm cho em nhá. Sau 5 năm, anh vẫn chưa thoát khỏi cái mác gia sư của em. Nhưng mà lần này thì khác, chắc chắn là anh sẽ không bị đuổi việc đâu. Thậm chí còn có chế độ đãi ngộ rất là cao nữa. Thế thì được. Thế thì anh gia sư này sẽ hỗ trợ em hết mình.
Anh thấy em ngủ quên cho nên... Em có muốn uống chút gì không? Mày à? Thế hóa ra là mày phụ trách dự án lần này à? Bất ngờ lắm đúng không? Đã được hợp tác với em rồi. Thế hai người quen nhau à? Quen chứ, người yêu cũ nhỉ? Hóa ra là người nhà. Thế mà mấy ngày vừa qua ấy, tao cứ nghiên cứu dự án này đau hết cả đầu. Thôi, dự án này cứ để tao lo cho. Hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ nhé. Lan Anh, em đã đọc báo sáng nay chưa? Em đọc rồi. Nhưng mà tại sao tất cả các dự án này lại bị tuồn ra bên ngoài? Ngay cả những dự án đã có từ rất lâu rồi. Có mấy đối tác đã liên hệ yêu cầu cao hợp tác vì lý do sợ bị rò rỉ thông tin rồi. Alo mẹ ạ. Mẹ đừng lo ạ. Con đang cố gắng giải quyết vụ này đấy. Anh có nghĩ ra cách gì không? Nếu như bây giờ chúng ta không nhanh chóng tìm được ai là người đã tuồn thông tin ra và ai là người đã đăng bài báo này lên mạng thì thật sự rất khó cho chúng ta. Nhưng mà bây giờ biết tìm đâu ra người tuồn thông tin ra bên ngoài bây giờ? Đây toàn là thông tin mật của công ty Thường Nam đấy. Cô cho giá như thế là hơi bèo rồi đấy. Nó mà biết ấy, nó không để yên cho tôi đâu. Này, mày đang nói chuyện với ai đấy? Tao nói chuyện đùa với thằng bạn mà, có cái gì đâu. Nhưng tại sao mày lại nhắc đến tên của tao? Giời ơi, làm như hiểu có mình mày là tên là Nam trên thế giới này không bằng gì. Tao cũng mong là như thế. Làm gì mà gọi tao gấp thế? Mày làm chuyện này đúng không? Ừ. Chuyện gì? Bán thông tin các hợp đồng của công ty ra ngoài. Vơ vẩn. Tao làm hồi nào? Thế cái người mày nói chuyện điện thoại là ai? Là ai? Này, từ khi nào mày nghi ngờ tao đấy? Từ lúc tao nghe thấy mày nói chuyện điện thoại. Vơ vẩn. Tao làm cái chuyện đấy làm gì? Mày có nói thật không? Nếu không, tao gọi công an điều tra đấy. Lúc đấy thì đừng có trách tao không bảo vệ mày nữa đâu. Mày báo đi. Mày đừng tưởng tao không dám. Ôi, Nam ơi. Tại tao cần tiền quá cho nên tao mới làm như thế. Lại là cái bài cần tiền. Đến bao giờ thì mày mới thay đổi hả cao? Trước đây mày vay tiền của xã hội đen. Mày nói rằng bố mẹ mày khó khăn nên cần tiền. Thế nhưng rồi sao? Mày nướng tất cả vào cờ bạc. Lần này là sao nữa? Lý do là gì? Thì tại tao đen quá. Mày đúng là ngựa quen đường cũ. Đến bao giờ mày mới chịu thay đổi? Ai trả tiền cho mày? Tao... Linh phải không? Ôi, sao mày biết? Một cô gái mà quen cả tao lẫn mày thì chỉ có Tú Linh mà thôi. Vì cô ta không ưa tôi. Lan Anh, sao em lại ra đây? Tại vì em thấy anh chạy nhanh quá. Em nghĩ là anh biết được gì cho nên mình đi theo. Anh... Không phải lỗi của anh. Anh tự viết đơn xin tôi việc đi. Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội để không giao được anh cho cơ quan chức năng. Nhưng với một điều kiện,
anh phải đi theo tôi. Là mày làm đúng không? Mày đã đến đây rồi thì tao cũng không có gì để chối cãi nữa cả. Nhưng mà tại sao mày phải làm như vậy? Tao lúc nào cũng coi mày là bạn thân nhất của tao, lúc nào cũng muốn đối xử tốt với mày. Nhưng mà tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? Đấy là mày nghĩ thế chứ không phải tao. Mày xem từ trước đến nay, cái gì mày cũng đi trước tao. Ngày đó tao phải học hành vất vả đến mức phải đi viện để đạt được cái suất học bổng đấy. Nhưng mà rồi sao? Nó lại thuộc về mày. Chỉ vì lý do là mẹ mày có tiền. Còn cả tình yêu của tao nữa. Em có cái gì không bằng nó mà anh lại chọn nó mà không chọn em? Tại sao tất cả đều thuộc về mày mà không phải là tao? Em không ngờ mình lại gặp nhau trong hoàn cảnh này đấy. Anh cũng thế. Nhưng dù thế nào đi nữa thì anh vẫn coi em là bạn. Anh chỉ coi em là bạn thôi á? Sau từng đấy thời gian mới gặp lại được nhau, anh không thể cho bọn mình một cơ hội để quay lại với nhau được à? Anh không nghĩ thế. Ở thời điểm này anh và em chỉ nên là bạn thôi. Nhưng mà em... Em đừng trông chờ điều gì ở anh cả. Như vậy sẽ tốt hơn cho em. Tốt cho em á? Anh có biết như thế nào là tốt cho em không? Em chỉ cảm thấy tốt nhất khi mà ở bên cạnh anh thôi. Nhưng bây giờ chúng ta không còn tình cảm với nhau. Anh đã thích người khác rồi. Anh nói cái gì cơ? Anh thích người khác? Là ai? Có phải Lan Anh không? Đúng. Tú Linh, tao hiểu. Tao hiểu cảm xúc của mày bây giờ như thế nào. Cảm xúc bản thân của mình chỉ thua kém sức mạnh của đồng tiền nó khốn nạn như thế nào. Nhưng mà mày hiểu không? Cái sự đố kỵ của mày chẳng mang lại ý nghĩa gì cả. Sự đố kỵ của mày chỉ khiến mày trở nên cô độc. Chỉ khiến trong đầu của mày lúc nào cũng có sự ghen tị, sự đố kỵ và sự trả thù mà thôi. Mày đang không muốn những người yêu thương mày được quan tâm mày, được chăm sóc mày, được yêu thương mày. Chẳng lẽ từ bây giờ đến cuối cuộc đời, lúc nào mày cũng phải giày vò bởi vì mày không bao giờ trả thù được à? Đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng từ sự bất công mà cuộc sống mang lại cho mình. Hãy đòi hỏi bản thân của mình đã làm gì và biến cái sự bất công đấy trở thành ân huệ của cuộc sống. Chỉ khi mày làm được như vậy thì mày mới không cảm thấy nó đang khiến mày bị tổn thương thôi. Tao hiểu. Tao không đòi hỏi bất cứ điều gì mày cần phải làm cho tao cả. Một ngày là bạn, suốt cuộc đời này mãi mãi là bạn. Cô cũng đã làm bài đính chính rồi. Cô ấy cũng đã nghỉ ở tòa soạn báo. Mọi việc như vậy coi như là xong xuôi. Mọi việc như vậy bây giờ đã xong xuôi. Bây giờ đến lượt em hỏi tụi anh đây này. Anh bắt đầu thích em từ khi nào? Anh nói nha anh, từ khi nào? Anh cũng không biết nữa. Có lẽ là từ lúc anh biết em không phải là học sinh lớp 8. Thế là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau à? Không phải. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là vào một ngày khác. Em quên rồi sao? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ngày nào? Là ngày anh cướp mất nụ hôn đầu tiên ấy.